Rồi cái chân giật giật vậy đó hả? Ê. Rồi sao rồi? Mà nhìn vẫn còn nên chân chân nếu như tối giống giống như cái cửa kia nó đứng im mà mình nhìn không rõ mà nó nhảy trước tương trước mặt em ngồi cái bên vịnh dạ ngồi đây vịnh thầy bấm nha nha rồi thầy bấm nha. Rồi, kéo cổ đi em. À, mình đi chuyến này xong rồi, nếu mà tốt là mai mốt mình tổ chức, nói bà tổ chức cái chỗ lâu lâu mấy thầy trò mình kéo xuống dưới chữa một lần cho bà con. Long Xuyên. Dạ, thả lỏng. Rồi, cho quay đầu lại đi. Rồi, kéo xương chút. Rồi. Ở nhà chưa có đi đứng gì được phải không? À. Cái thứ nhất á là tụi em thấy mấy ngày tới có chùm đá không? Chưa có chùm đá nha. Mà tụi em thấy á là cái thứ nhất là cái tay nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà tụi em nhớ đẩy cái điểm mà của cơ tam đầu ha. Cơ delta hả? Rồi, để cho nó đẩy mạnh cái tay lên. Nhưng mà thầy thấy á, là nhà này rất là kỹ á. Là người ta đã dùng cái đai người ta đeo giữ cái tay á, thì cái đó nó không có làm cho sợi dây ha. Còn riêng cái chân này á thì Kiên chắc có lẽ phải nói với gia đình ha, chỉ cái địa chỉ mua cái đôi giày á ha, để cho cái chân này giờ còn sửa được ha. Còn nếu mà để mai mốt á, mà nó thành cái tật á là không có sửa được ha, thì ở đây có cái số điện thoại thì tụi em liên lạc Kiên nó sẽ giúp cho, thì sẽ có đôi giày đó nó mang cái nó giữ cái chân ngay lại, nó ngay giống như bên đây nha. À, cái đó sau này mình tập đi đứng lại nó cũng là hồi phục nhanh lắm. Rồi còn chồm đá đó thì chịu khó chồm ở gan nè, ở hai cái bẹn nè, rồi hai lòng bàn chân chút xíu ra vì kia mua đôi giới ra là khi làm nóng xong mình bỏ bị cái chân lạnh ngắt à. Thì nó lâu hồi phục lắm, phải làm cho cái âm chân nó ấm lên, hiểu không? À. Rồi thì tụi em nhìn ha, cái chân ở bên đây nó quẹo thấy không, nó quẹo vô trong. Thì bây giờ trước khi mà đối với những cái trường hợp mà liệt do di chứng thì mình phải bấm ở bên đây trước, bên không liệt trước để mình theo dõi cái bên đây nó ra sao, thấy chưa? Yeah. Nó giật cái bên đây nhưng mà chưa thầy chưa nhất lấy cho thầy giấy cái nữa lấy nữa rồi ok. Của ai làm gì tại hết. Thì cái cách của mình bấm á, nó gọi là bấm bên đây á, để cho tác động bên đây. Thì khi nào đau nhiều thấy cái bên đây nó rút không?
đấy. Đấy. Rồi, bây giờ tới cái chân bên này ha. Thì bây giờ bắt đầu mình bấm cũng ngũ bội tâm tinh luôn nha. Được chưa? Được không? Cái người có nhà có ở lại để mà vừa học chữa tới thứ sáu nha. Ừ. Rồi Kiên chỉ cho gia đình cái quyệt đó mà hay khóc hay cười á nha, để rồi cái để bấm cái quyệt đó để bị dễ bị xúc động á, dễ bị khóc cười. Thì bây giờ là bấm rồi theo dõi, mà thấy nếu như mà bà hai khóc á thì bấm, mà hết khóc rồi thôi đừng bấm nữa. Chứ còn bà hết khóc rồi, bà hết xúc động rồi em bấm cái bà ngồi bà cười riết. Mà cười cười thì bấm khóc, khóc bấm cười. Thực ra là hai bên bên hai bên cái hành tủy nó có hai cái điểm, một cái điểm nó làm cho cười, một cái điểm làm cho khóc, rồi một cái điểm mà làm cho nó không cười rồi không khóc. Ra hồi xưa có cái anh là ở Bến Tre đó, tôi còn nhớ ảnh là lúc nào cười, cái là bấm xong cái anh hết cười, hết cười cái gia đình nói về mặt cũng lạnh lùng quá, thấy sợ quá, cái kia làm sao bấm cho ông cười lại. Rồi cái chân này phải 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 có cái đôi giày nó giữ lại ha. Không? Còn cái điểm mà để cái bấm kéo vô này, nó rút vô này không, nó rút vô nó vẫn còn bị dướng chút xíu em, đây nè dướng chút. Thật ra đôi giày nó sẽ giữ cái chân này thẳng, mà thấy nó chân cái thẳng thì nó không bị tật, nên mốt cái đi lại được. Ok cho chứ ngồi vậy đi. Rồi cái hành tủy nó nằm đây nè, đây nè ha, này hai bên của cái ót ha, thì chính giữa ót nó có cái điểm gọi là hành tủy. Thấy không? Hành tủy thì mình đây nè, lại coi lấy cái thầy chỉ coi nè ha, hành tủy nó nằm đây nè ha. Thì cái điểm này á là hồi xưa mà người ta muốn giết vợ hay là giết chồng vậy đó, thì nó tối ngủ nó lấy kim nó đâm vô đây chết ngắt không hay. Thì cái điểm này á, là ở bên Tây Ban Nha á, khi mà nó đánh với bò tót á, con bò tót đâm chỗ nào cũng chết á, mà đâm chỗ này chết á. Thì bây giờ mình đâm chỗ này cho bạn thì cái tay ấn này ha, rồi đẩy nè, 1 2 3 4 5 6 thả ra liền, 1 2 3 4 5 6 thả ra, 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 1 2 3 4 5 6 7 thả ra. Cái này nó gọi là mudra khota, cái quyệt này là hành tủy, nó sẽ kích thích cái não về lại ha. Rồi bắt đầu nói lại đi, không được lấy miếng giấy rồi 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 sao bấm bấm qua mấy cái là thấy sao rồi, dễ chịu. Thấy tiếng nói khác rồi ha. À, bấm thấy dễ chịu hơn ha. Dễ chịu không? Giỏi quá, thấy không? Rồi ráng cố gắng là bấm cho về tới thứ sáu rồi cho nó khá lên nha. Vui không? Vui. À, được rồi đó. Thấy không? Dạ. Cái hành tủy nó hay vậy ha. Rồi bây giờ nói câu gì đi, nói gì vậy?
giỏi quá. Cảm ơn thầy. Ôi trời ơi, thiệt là hay, thiệt là hay. Đấy, thấy không? Cái là bấm cái kích thích cái hành tủy, cái là hoạt động lại ha. Rồi thì Kiên nó sẽ trong cái mấy ngày đó, Kiên sẽ dạy cho mấy cái điểm mà để cho hết cười hết khóc, thấy không? Nhưng mà cũng là lúc nào cần khóc thì khóc, nào cần cười cười, chứ còn lúc nào không cười đâu. Cười gáo ghê chứ. Ok, được rồi, cảm ơn. Rồi. Ôi trời ơi, giỏi quá, giỏi ghê không? Về bữa mang về rồi tập đi, rồi xong á là tuần sau á thì đến chữa thêm một tuần nữa, mà tuần sau không có trả chi phí gì nữa, chỉ trả có từng ngày thôi. Ra ráng gắng đi thêm một tuần nữa cho thầy. Yeah, ok.